Trước tiên niên là một cây thuốc quý. Cái anh có nói phải công nhận là cây thuốc quý và nó chữa được khá nhiều bệnh, nhưng mà không phải là chữa được tất cả. Xuyên tâm liên là vì thuốc từ xưa nay người ta đã dùng rồi. Thế nhưng đừng nên thần thánh hóa cái xuyên tâm liên lên. Nói chung với đông y thì bao giờ là phải đối chứng lập phương. Tức là căn cứ theo chứng đó mà mình ra giảm bài thuốc đi, có thể lấy xuyên tâm liên là chủ dược. Nhưng mà xung quanh đó là các cái vị tá dược, các cái vị này khác phải thêm vào để mà thành ấy. Thì ít ra nó phải bố trí theo gọi là quân thần tá sứ mà. Tức là có chủ dược, tá dược, có phụ trợ thì nó thành bài thuốc. Chứ còn độc vị tôi cho rằng cái đó là một cái hơi bị nhầm. Nó mang tính chất là hóa dược mất rồi. Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế đưa xuyên tâm liên, một vị thuốc nam vào 12 bài thuốc cổ truyền giúp phòng hỗ trợ điều trị COVID-19. Dự kiến 1 triệu viên thuốc này sẽ được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Và trên thực tế, loại dược liệu này được sử dụng ra sao, hiệu quả đến đâu? Chuyện với lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ về chủ đề này. Xuyên tâm liên trong dân gian được gọi là cây công cộng, cây lá đắng, khô đảm thảo hay là nhiều cái tên khác. Đây là cây thuốc thuộc nhóm thanh nhiệt giải độc, có tác dụng kháng vi sinh vật bao gồm cả vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Và do vậy nên cây có thể chống viêm, chống oxy hóa, giảm đau và diệt khuẩn. Trong giai đoạn chiến tranh, cây thuốc này được coi là thần dược chữa bách bệnh như là cảm, sốt, ho, điều trị nhiễm trùng, tiêu chảy, thậm chí dùng để đắp chữa mụn nhọt. Tuy nhiên, khi kháng sinh ra đời thì vị thuốc này dần bị quên lãng. COVID-19 thì được coi là một dạng bệnh đường viêm hô hấp do virus gây nên. Dù chưa có nghiên cứu cho thấy bằng chứng cụ thể, nhưng mà xuyên tâm liên được cho là có thể hỗ trợ điều trị các triệu chứng của COVID-19. Dược phẩm này nếu kết hợp với một số loại thuốc sẽ có thể có tác dụng nhất định giúp giảm nhẹ đau họng, nhức đầu, ho, sổ mũi cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ và vừa. Trao đổi với báo chí, lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký Hiệp hội Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xuyên tâm liên có các tác nhân kích thích miễn dịch và kháng virus tự nhiên. Một số trong số đó có thể hoạt động để khôi phục sự cân bằng miễn dịch hoặc là cân bằng nội môi. Loại dược liệu này được đánh giá là an toàn khi sử dụng cả trước và trong khi nhiễm COVID-19. Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu dễ bị nhiễm COVID-19 hơn do hệ thống miễn dịch đã bị tổn thương. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải nâng cao khả năng miễn dịch của các đối tượng để giảm thiểu khả năng lây nhiễm virus. Qua nghiên cứu, một số hoạt chất trong xuyên tâm liên có khả năng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Hoạt chất của xuyên tâm liên có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, hạ sốt, an thần, ức chế sự phát triển của các tế bào khối u và cải thiện chức năng miễn dịch. Trong đợt dịch tại Bắc Giang vừa qua, Cục Quản lý Y dược cổ truyền đã đưa bài thuốc có xuyên tâm liên điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 và kết quả cho thấy là tương đối tốt. Tuy nhiên khi nói về vấn đề này thì lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ nói rằng hiệu quả của xuyên tâm liên vẫn cần được nghiên cứu thêm trong quá trình áp dụng. Người dân không nên thần thánh hóa loại dược liệu này. Đông y người ta chữa khác, chứ người ta cũng có thể dùng xuyên tâm liên nhưng phải kết hợp thành cái phương thuốc đàng hoàng. Chứ cái độc vị xuyên tâm liên chưa chắc có tác dụng để mà chữa COVID-19. Thuốc đông y bao giờ nó phải có thang. Tức là còn ít ra nó phải có một số bài thuốc trong đó các cái chức năng có thể là cái xuyên tâm liên là cái chủ dược. Nhưng một số cái thuốc khác để nó giữ, nó bổ khí, bổ huyết lên chẳng hạn thì nó phải kết hợp thành bài thuốc. Chứ không thể nói cái độc vị xuyên tâm liên thì tôi cho là nếu dùng độc vị thì chưa chắc đã có tác dụng gì cả. Và theo kinh nghiệm của lương y Bùi Đắc Sáng, các loại dược liệu đông y có thể phát huy được công dụng của mình cần có sự bổ trợ của một số loại dược liệu dẫn truyền hay còn gọi là sứ dược, có thể hiểu như sau. Muốn trực tiếp hay không trực tiếp, đã xuyên tâm liên là một cái việc doanh nghiệp để đọc rồi. Thế nhưng mà muốn hay không là hai cái vị thuốc quan trọng nhất để mà đi vào phế, đi vào chữa ho là cắt cánh và cam thảo là phải có. Cắt cánh tức là cái vị thuốc để mà nó dẫn kinh, nó dẫn cái xuyên tâm liên vào thẳng phế. Dẫn cam thảo lên phế mới lên họng thì mới chữa được họng mới phế. Thế cho nên là cái phương thuốc của đông y nó kỳ diệu lắm. Nó kỳ diệu là cái chỗ dẫn kinh. Anh muốn chữa ở đây chẳng hạn, anh phải dùng cái vị thuốc coi nó gọi là sứ dược. Sứ dược để dẫn cái thuốc đó lên vào cái bộ phận, cái đường kinh nó, hay là vào cái tạng đó, hay là vào cái phủ đó để mà chữa bệnh. Đấy, cái đó thần kỳ của đông y ở chỗ đó. Ví dụ cam thảo là vị thuốc chữa họng rất tốt. Thế nhưng mà không có các cách cánh thì cam thảo uống vào đâu là vào dạ dày xong nó đào thải ra ngoài. Thế phải có là cắt cánh để dẫn cái vị, chính cái vị cam thảo lên họng thì mới có tác dụng chữa họng. Ví dụ anh muốn phá ứ ở cái bả vai cánh tay chẳng hạn
thì anh phải có Khư Hoàng, biết là người nghệ nó tốt, thế nhưng mà nghệ uống vào thì vào dạ dày, thế nhưng mà để nó dẫn lên vai gáy thì phải có thằng Khương Hoạt để dẫn cái nghệ lên vai gáy thì nó mới giải quyết phá ứ được cái vai gáy thì mới giảm đau được đau vai gáy. Xuyên tâm liên không phải là loại dược liệu duy nhất có khả năng chữa các triệu chứng ban đầu của COVID-19. Trên thực tế, những triệu chứng nhẹ như ho khan, sốt, đau họng do nCoV cũng có thể được chữa trị bằng phương pháp đông y. Thiếu thì bị thuốc khác. Cúc hoa người ta cũng có thể giải quyết vấn đề này. Cái bài tăng cúc ẩm chẳng hạn, làm cái bài thuốc cũng rất điển hình chữa ho. Hay là cái bài ngân kiều tán mà cổ phương người ta đã ấy rồi, gồm có kim ngân hoa, liên kiều, trúc diệp, rồi đạm động xị, kinh giới, phòng phong, rồi bạc hà này khác. Đó là cái bài thuốc cũng chữa rất điển hình về ho nhiệt, điển hình về chữa cảm cúm do nhiệt, rất tốt. Thế là người ta có thể là trong đó người ta có thể cho xuyên tâm liên thêm vào. Nhưng xuyên tâm liên là tính nó hàn và tính nó rất đắng đấy. Nếu mà dùng độc vị xuyên tâm liên thì không nên dùng độc vị đó. Tại vì với đó là một cái dược liệu, mà dược liệu là nằm trong một cái dược liệu thuộc cái phạm vi y học cổ truyền. Mà y học cổ truyền thì bao giờ người ta không đối phát độc phương, tức là đối chứng độc phương. Tức là căn cứ theo triệu chứng thế nào mà người ta hình thành bài thuốc, trong đó có thể dùng xuyên tâm liên. Trước Việt Nam thì một số nước như là Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan cũng đã thử nghiệm dùng vị thuốc nam này trong việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ và vừa. Theo nghiên cứu cho thấy, thành phần của cây xuyên tâm liên có thể ức chế nCoV, một số hoạt chất làm hạn chế sự phát triển và nhân lên của virus. Tác dụng đó có thể thấy qua việc triệu chứng người bệnh giảm nhẹ. Riêng tại Thái Lan, trong bối cảnh ca nhiễm mới không ngừng tăng và nguồn cung vaccine vẫn khan hiếm, chính quyền đã phải đẩy mạnh thử nghiệm xuyên tâm liên. Trước đó, có hơn 12.000 ca COVID-19 là tù nhân tại Thái Lan đã được điều trị thử nghiệm bằng chất xuất dược liệu này và cho kết quả khả quan. Mới đây, Thủ tướng Thái Lan còn chỉ đạo thiết lập một ủy ban nghiên cứu cách sử dụng thuốc chiết xuất từ xuyên tâm liên. Thái Lan đã có kế hoạch sản xuất khoảng 50 triệu viên thảo dược xuyên tâm liên trong 4 tháng tới để kê dùng cho khoảng 50% tù nhân toàn quốc. Ước tính nước này cần tổng cộng 3,1 tỷ liều thuốc như vậy để dùng cho toàn bộ dân số. Và theo tính toán, để cho ra số thuốc này cần khoảng 5.000 tấn xuyên tâm liên. Còn tại Việt Nam, hiện không còn vùng nguyên liệu lớn nào trồng xuyên tâm liên, chỉ còn trồng nhỏ lẻ, thu hoạch vào tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Bộ Y tế dự kiến sẽ chuyển 1 triệu liều xuyên tâm liên cho thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 7 để thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đây là một thùng nano xuyên tâm liên hành đen của Viện Hàn Lâm Khoa Công nghệ Việt Nam. Đây là sản phẩm tư vấn bởi Trung tâm Công nghệ cao của Viện Hàn Lâm Khoa Công nghệ Việt Nam và là của thạc sĩ Bá Thịnh Trâm mọi người nhé. Đây, cái sản phẩm này thì trước đó có được sử dụng cho những người là hay bị ho khan, ho đờm, ho do cảm lạnh, viêm họng với phế quản, hay là những người có triệu chứng của phổi tắc nghẽn ấy. Đó, nó hỗ trợ phổi rất là tốt. Thì gần đây mọi người tìm cái sản phẩm này để hỗ trợ cho trong cái việc là phòng và điều trị COVID ở thể nhẹ. Những cái này là báo chí đưa tin rất là nhiều rồi, cho nên mọi người có thể tham khảo trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhé. Ở đây thì cái sản phẩm này giá công ty niêm yết là 450.000 một hộp. Mọi người mua liệu trình 3 hộp, 5 hộp thì giá sẽ ưu đãi hơn rất là nhiều.